cùng cấp độ U23 Việt Nam, nhưng qua hai giải đấu là U23 Đông Nam Á 2023 và vòng loại U23 Châu Á 2024, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và ông Philippe Chaussier đã sử dụng lực lượng không hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên, điểm chung của hai đội U23 này chính là có sự xuất hiện của nhiều cầu thủ trẻ, trong đó nữ U20 chiếm số lượng lớn. Khi chứng kiến màn trình diễn của U23 Việt Nam tại hai giải đấu kể trên, người hâm mộ đã có thể hình dung rõ hơn về tầm quan trọng của việc được ra sân thi đấu nhiều đối với các cầu thủ trẻ. Điều này được vị huấn luyện viên người Pháp nhiều lần đề cập đến khi nói về công tác đào tạo trẻ. Phù Thủy Trắng cho rằng các cầu thủ trẻ cần được thi đấu vài chục trận mỗi mùa thay vì khoảng hơn 10 trận như hiện tại. Có thể nhìn thấy, các cầu thủ đá thường xuyên ở sân chơi chuyên nghiệp Việt Nam, V-League, giải hạng nhất đã tạo ra sự khác biệt khá rõ so với những gương mặt trẻ tiềm năng nhưng chưa được trao nhiều cơ hội ra sân. Việc được chui rèn trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp giúp các cầu thủ trẻ giữ phong độ, cải thiện đáng kể về bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu. Nếu các cầu thủ đồng trang lứa có cùng xuất phát điểm, thậm chí là thấp hơn, nhưng được xỏ giày thi đấu nhiều trong màu áo câu lạc bộ sẽ tiến bộ nhanh hơn. Thái Sơn, 8, có mùa giải thành công trong màu áo câu lạc bộ Thanh Hóa và được bình chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2023. Minh Tú, Nguyễn Thanh Nhàn, Bùi Vĩ Hào, Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đình Bắc đều sinh năm 2003 là những ví dụ điển hình. Họ đều được ra sân hàng tuần cùng các câu lạc bộ chuyên nghiệp và đã thể hiện bộ mặt tích cực khi khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam. Trong đó, Thanh Nhàn là vua phá lưới của giải hạng nhất 2023 khi đóng góp 10 bàn thắng cho câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân. Tiền đạo quê Tây Ninh cũng Đinh Xuân Tiến và Hồ Văn Cường đã trở thành những nhân tố quan trọng của Sông Lam Nghệ An trong sân chơi V-League. Đinh Xuân Tiến, người đã giành danh hiệu vua phá lưới và được đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong màu áo U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á 2023. Trong khi đó, Hồ Văn Cường luôn biết cách tạo ra sự khác biệt mỗi khi xuất hiện bên hành lang cánh phải, với những tình huống leo biên tốc độ và đột biến tại vòng loại U23 Châu Á 2024. Nguyễn Thái Sơn vừa được vinh danh là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tại V-League 2023. Tiền vệ sinh năm 2003 là một trong những cầu thủ U20 có sự phát triển nhanh nhất trong vòng một năm qua. Anh đã chiếm một suất đá chính trong đội hình của câu lạc bộ Thanh Hóa và trở thành một trong những nhân tố khó thay thế trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Chaussier cho U23 Việt Nam. Thường xuyên đối đầu với những tiền vệ hàng đầu của V-League đã giúp Thái Sơn thi đấu chững chạc hơn rất nhiều so với độ tuổi của anh. Bên cạnh đó, Nguyễn Minh Quang cũng được xem là một phát hiện từ giải U23 Đông Nam Á 2023, với lối đá thông minh và khả năng cài đè đối thủ khá tốt, mặc dù thể hình của anh không mấy lý tưởng. Trước khi lần đầu khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam với lời gọi từ huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, anh đã là tiền đạo chủ lực của câu lạc bộ Bình Thuận và ghi được tới 8 bàn thắng, đứng đầu danh sách ghi bàn giải hạng nhất vào thời điểm đó. Tuy nhiên, trong hai giải đấu ở cấp độ U23 vừa qua, Văn Khang chưa thể thực sự tỏa sáng như kỳ vọng với màn trình diễn chỉ ở mức trung bình. Còn Văn Trường, anh gần như không để lại dấu ấn đáng kể.